Chơi đang làm gì chơi? Đeo. À đeo vô hả? Nãy giờ chơi ăn mấy hũ sữa chua rồi? Đeo. Nãy giờ chơi ăn mấy hũ sữa chua rồi? Đẹp quá rồi hả? À, cột tóc đeo. Đeo cái đó đeo à? Còn cái nào cột tóc đâu? Cái nào để cột tóc? Bông. Bông, cái đó bông á. Nhóm. À, cái đó gì? Nhóm. Cái đó cái nón đội à? Cái đó lá. Lá hả? À? Lá. Con thỏ à? Phải không? Phải con thỏ không? Đúng rồi. Đúng rồi. À, gió. Gì? Cái đó gì vậy? Con đào. Con pin rồi, tắt rồi. Ờ, tắt rồi hả? Hết pin hết tắt rồi hả? Nữa. Cái gì lạ ta? Kem. Muốn kem. Không có kem. Cái. Hả? Cái. Cái gì vậy? Cái hả? Chiếc cây. Cho em ăn cơm đêm khuya nè cô chú. Coi nào. Ăn kem hả? Mày mở cho. Không phải bấm nè. Đó. Mà ngon không con? Cơm ngon không con? Cơm ngon không? Cơm ngon không? Dạ. Dạ. Dạ hả? Mà cơm ngon không? Chị đi. Mẹ hỏi không nói kìa. Cơm đêm khuya mới 11, mới 11 giờ tán khuya hơi chân để nè thấy chứ không chay đồ ai mua cho chay đồ ai mua cho chay à con nói đi bà quanh ăn đàng hoàng nha. Ôi trời kéo cơm lại gần vô. Cầm cái bẩn chiên vậy thôi chừng rớt cơm nha. Trời ơi. Đúng rồi, hứng cái tay đúng rồi. Ngon không? Chay. Ngon không? Trời ơi, cô chú nào mà coi chay giờ khuya này thì chắc đói bụng cồn cào luôn. Nè, ngon không? Trả lời mẹ coi. Ngon không? Ngon không? Coi bát này. Coi chừng rớt cơm nha. Mà tưởng đầy luôn mà ăn nãy giờ đó. Chị chay ăn gì cha? Dạ. Chị chay ăn gì cha? Bánh ai mua cho chay á? Con nói đi. Mẹ mua. Đúng rồi. Ngon không con? Dạ ngon. Đúng rồi. Chị đang mặc cái bộ đồ màu gì ta? Màu gì? Pink. Đúng rồi, giỏi, màu hồng. Chị đang ăn bánh gì á? Bánh nó bánh gì con? Con nói nè, con nói bánh khoai tây. Nói đi con. Nói đi. Cắn miếng giữa vậy bựng chà bá hay gì sao ăn? Cắn một bên. Trời ơi, con mặt à. Ui trời. Gớt rồi, đúng rồi. Gớt rồi thì lụm lên. Hiểu không? Ngon không? Dạ ngon. Đúng rồi. Nói nghe nè. Chay. iPad con pin không?
iPad còn pin không? Còn à? Còn con hết pin rồi. iPad còn pin hết pin rồi. À, con nói con ngoại. Ờ, con mời ông ngoại ăn bánh á. Cho ngoại đi con. Nó ngoại ăn bánh nè. Mời con nha. Nhín coi. Ồ, giỏi quá. À, ông ngoại miếng coi. Ồ, thank you con nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ đi con. Dạ. Giỏi. Ngon quá. Vô, vô, hai con cháu vô đi. Vô. Vô. Ngon quá. Ai mua chơi bộ đồ ta? Ai mua chơi bộ đồ đó? Con nói cô mua. Bà Quan. Bà Quan. Bà Quan. Quanh cho. Quanh cho. Bà ở biết quanh cho không? Cái bộ đồ con mang mặc màu gì á? Đúng rồi, pink. Trời búa. Con uống nước không? Mày lấy nước cho con uống nha. Con uống nước không? Gớt rồi. Gớt rồi hả? Gớt rồi thì lụm lên. Gớt rồi thì lụm lên. Đó. Mày chạy nói này, chạy nói nè. Việt Nam. Việt Nam. Đúng rồi. Nè bây giờ chị nói nè, nghe nói chữ này nè. Cuộc. Cuộc. Đây là nói cho mẹ nghe đây. Cuộc. Nói đi. Cuộc. Thôi thôi. Cuộc. Nói đi, nói nè, cuộc. Sống. Mỹ. Nói ơi, con chay chay mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Ngọc. Đúng rồi. Thôi mẹ không ăn thôi, con ăn đi. Còn con tên gì? Chi. Chi. Sky. Hoyer. Con nói đi. Chi. Sky. Hoyer. Rồi có cái mỏ ăn kìa. Giọng dễ sợ không? Mẹ lấy nước con uống nha. Uống nước không? Con nói dạ mẹ. Con nói dạ mẹ. Uống nước. Ừ. Uống nước không? Con nói cuộc. Sống. Mỹ. Jade. Jade. Nói đi Jade. Sky. Chạy nói cuộc sống Mỹ. Cuộc sống Mỹ. Cuộc sống Mỹ. Nói đi. Cuộc sống Mỹ. Con nói nè chay. Chai nước. Đúng rồi. Mẹ đau mắt đâu? Mắt mày đau đâu đâu? Mắt mày đau đó hả? Con nói đi mẹ. Nói mẹ. Mẹ đau mắt ở đâu đâu? Đi hả? Đi hả? Đi đâu á? Đi đâu á? Thôi đừng ra ngoài đó nắng lắm. Nắng nóng lắm chứ không được gì ngoài đó đâu. Mang dép hả? Em cho. Ngồi xuống xin đàng hoàng. Ngồi xuống. Đó, cảm ơn em đi. Dạ, cảm ơn em. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống ăn nữa. Em sẽ cho đàng hoàng đấy không? Hai phương em lắm. Hai phương em lắm. Ừ. Em ai thằng cố bấm thêm. Yeah.
Đó, chơi còn được cái máy. Cho ba ly với con, cho ba quy với. Nè, cho ba quy miếng đi con. Ba quy cảm ơn em đi. Cảm ơn em đi. Cảm ơn em. Chút ba quy vậy. Con ba quy. Con con. Cảm ơn em đi. Một cái thôi. Ớn ăn bà chay chưa? Bà chay đấy. Bà chay nó một cái thôi.